Khánh Hoàng cũng mến chào cô chú anh chị. Hiện tại Khánh Hoàng đang ở Cờ Đỏ. Hôm nay cũng gặp chú Út với chị Hiền đi chợ mới về. Cũng quay cho cô chú anh chị xem luôn. Dạ, xin mời cô chú anh chị ạ. Hả chú đi chợ về hả chú? À, chú đi chợ về. Dạ. Chào mấy anh em. Ơi, sách nặng quá vậy. Đây sách tiếp cho. Hai tiếp món được rồi. Ơi nặng. À. Chị Hiền thì đi kìa. Khi chậm khi lẹ không? Xích vô xe không? Chị Hiền. Kêu chị Hiền là biết chị Hiền này đó. Đi chợ vui không? Vui không? Để Khánh máng với vô chiếc xe cho nhẹ. Bánh sao chịu. À đây chị ngồi đạp nó không có lật xe. Phần. Nó cũng có một cái phần xe đó nữa. Dạ. Còn xe mà hai bánh thì nó mất, mình mất đạp nó mới vững, còn nếu mình đạp thắng thì nó xe nó lật. Dạ. Đi mua ăn á. Vậy anh mà cho em hỏi là từ hai chồng mình đi từ nhà đến chợ Cờ Đỏ chổng là có ngồi nghỉ mệt không hay là lội bộ suốt và gì luôn? Không, cũng nghỉ mệt. Mình đi mình thì không ai hết. Nhóc hết chừng trong tay luôn. Cái cho nó khỏe. Cũng như mình nghỉ một lần hai lần cái lần mình đi xiết xiết tới chợ mua đồ ăn để trễ nải cái mua khó mua lắm. Từ nhà mình đi ra tới chợ là chị đâu chị cho coi cái gì đây? Cái gì đây? Mong tiêu gì là 2 tiếng đồng hồ đó. Tiền vậy đó hả? Chỉ có cái điện thoại luôn kìa. Điện thoại ha. Điện thoại liên lạc gì được không? Không biết liên lạc đâu. Nó đâu có biết liên lạc luôn số gì đâu. Chỉ có biết coi phim hoạt hình được không? Bấm thì biết, bấm thì cũng khi lên tổng đài có khi ca hát chứ mà nói thời sự rồi chứ bởi vì tôi cũng không có gành hết được. Biết chút đỉnh thôi. Mua cho nó ba cái rồi đó là mất hết trơn rồi giờ. Mới mua một cái nữa đó, tôi còn cá của mình nè. Ngồi xuống đi chị, để thôi mà ngồi mỗi chân á. Được rồi, gì anh muốn đá cho uống. Sợ nó, sợ vợ khát nước, đây còn nước nè. Hồi nãy là tưởng anh ở ngoài ấy rồi. Ngoài Cờ Đỏ tụi em đến đặng gặp anh, rủ anh đi ăn nè. Vì mua đồ đạp nhóc trơn rồi đâu bỏ được, bỏ hư bột hư đường trơn, thịt heo nó hôi gịnh hết trơn rồi. Cũng tội nghiệp tôi. Chứng dịch thì nó không hư rồi đó. Thịt heo hư hết ha. Thôi trơn rồi, để tới chiều nó hôi gịnh rồi. Cũng như là hư bột hư đường nó ăn hết ngon rồi. Chứng dịch đó là chị thích ăn chứng dịch đó, chú mua đấy ha. Thích ăn chứng dịch nên mua một chục trứng á. Dạ. Họ mua 15, 20 không rồi bây giờ. Giá cao rồi, 25 ngàn chục. Thôi giờ mua vợ mình ăn đỡ chục trứng đi. Dạ. Còn mua trứng bể thì nó rẻ. Chứ là chị mà thích ăn trứng mà ngày nào cũng ăn trứng hết. Ngày nào cũng ăn cơm á. Ăn trứng trừ cơm quá. Ăn cũng trừ bớt cơm đó. Thì con nói mà nói đói ăn rau đau ăn thuốc. Bây giờ mình ăn được mình giỏi mình. Đúng rồi. Chị ăn được mừng lắm á. Đừng có quá quan không nên. Cũng như tôi không gầy không quá quan. Nên mình cũng xen gì vô chú ơi chứ mình ăn trứng hoài cũng bệnh á. Bởi vì nó đâu có biết ngăn ngừa. Mình muốn ấy là tôi đổi món. Tôi đổi món cho vợ tôi. Mua cá hay là cô rồi cho nó ăn đổi món. Hôm qua đi chắc sáng. Hôm qua chị đi đâu mình hả? Đi chơi mình một rồi cũng quẩy bị ăn gì ta? Quẩy bị quẩy đồ đi hết trơn. Chị đi đó là biết đường về luôn á anh. Biết đường về. Lắm gẫm chứ cũng khô. Đi ra tới Trung An thốt nốt mà còn gì được. Của Trung An chợ ít còn gì được. Thì tôi có dẫm đi chơi ngoài. Đi ngoài cũng hơi hài gầm ngoài. Hôm nay là quen đi trên đường gặp mà hai chồng. Nên là chúc phần lại để hỏi thăm và chia sẻ cho quý cô chú chị và các bạn cùng biết. Rồi mình đi tới trưa mình mới về lắm đó ha, từ sáng mình đã đi chợ đi trưa, chợ thành phố. Rồi đi cũng chiếc xiếc về mà lỡ trưa cho trưa. Mình mừng ăn cũng như mình nghĩ như lên đương cọp vậy đó. Giờ mình ở đậu rồi không có nhà cửa mà mình kêu cái nhà cho nó là lịch sự. Chưa trễ mình cũng chịu trơn á, chứ đâu ai chịu cho mình. Đúng rồi. Nhà chú mà ra chợ là sao không? Đây ra thành phố thì cũng trời có 3 cây số gì. Cũng như tập thể dục hả chú? Như tập thể dục luôn, đâu có ai chịu đi xe cộ gì. Yeah. Đi tắt giác nhát cũng tốn tiền. Biết này mà. Biết. Mới đắng lại nè, chạy không biết. Mua.
Sao nước uống lần đi em. À, em uống nước không? Chị đang mặc cái quấy hay là cái gì ta? Cái này, là cái áo. Như cái cổng gì đó. Cái à. Mà làm như cái cổng gì đó rồi. Trời ơi, bữa nay sao mà kim tây nhấp chân vậy? Thấy nó thích cho nó bận. Nhấp chân kim tây kìa. Mua cho vợ nó kim. Dạ. Mua cho nhiều, mua cả sâu gì đó, đặng hư cái này kim cây khác. Dạ. Để lần mua lần khó rồi mua thiếu nữa mất công. Ai mà đi chợ mua kim tây không? Phải mua đồ ăn, thịt cá hay là món mới đi chứ. Dạ. Kim tây không gì. Có được cái gì nhiều đâu. Mít với xài đó là chú mua hay ta cho? Cái này dạ. Ta cho nè, ta cho nè. Bữa nay mua gì đây? Cái này trứng chim vịt với cà siêu mít cũng cho đó. Dạ. Có mua thịt không? Thịt mua ở trong này rồi. Ừ. Một ký thịt đặng mà nó hơi mấy cái này mình về nấu canh ha. Nó nằm xuống dưới nè. Có đậu nó hay gì đó. Thịt heo nè. Theo. Thịt heo. Vừa mắm thịt heo dưới nữa. Chị uống nước gì đây ta? Nước ngọt hay gì? Đó thịt heo đó. Chị phải uống nước ngọt lắm á. Thịt heo nằm dưới. Dạ. Vậy có gì nhà được chưa anh em? Rồi. Chị heo. Hỏi ý kiến anh em về nhà cái dạ. Cơm nước. Rồi đi. Em mua về vậy ha. Mua xe. Bây giờ chị đòi mua xe. Em mua đi. Xe nhỏ. Bữa nào. Bây giờ chú với chị đang về nhà nghe chú anh chị. Nó cái nó lên xuống nè, nó té rồi chết rồi. Lên xuống cái chạy nè. Chạy đâu nó chạy được. Sáng là 4 giờ sáng là phải đi lội bộ rồi, tới trưa khoảng 12 giờ 1 giờ thì mới lội về tới nhà được. Nếu mà đi thường mà đi mệt quá thì sẽ nghỉ nha. Chân. Đi quen ha. Rồi anh cứ đi. Bởi vì cái sức mình nó còn dạ. Sức nha. À, còn sức lắm. Dạ. Chỉ có khi nào mà đi chỉ thang không? Không có thang. Đi hình như vợ tôi nó cũng phái lắm. Đâu sách gì đâu. Càng phái lắm nó đi hoài đó luôn. Dạ, chứ đi cũng nhẹ mà chứ đâu sách gì nhiều đâu. Tới thùng nốt cũng đi luôn mà. Chú sách đồ rất là nặng nha chú anh chị. Thùng nốt mà gì ông môn á. Rồi mỗi lần mình đi xa nhất là mình đi tan kia thì cũng sách đồ luôn. Nhất là gì tới quận Môn cái chị Hiền. Ồ, kêu tên biết liền không? Cái gì bên xã Phong Hòa. Dạ. Cái xã tôi bển. Dạ. Rồi làm sao mà lúc mà từ xuống xã Phong Hòa đó, Phong Hòa tới bên đây mà gặp được chị là cũng hay hết ha. Chị qua đây thì cũng bà Giang bà muốn cái bữa nào mình muốn cho chủ thì mình bỏ dắt cái phần chủ nhà với con. Còn mình với mở cái thì chúng con mình sẽ. Dạ. Gặp cô này là ở đâu đâu đó? Ở nhà thờ ở đâu? Nhà thờ là ở đâu? Nhà thờ mà ở cà đỏ đi ra quấy vô trong tới nhà thờ đó. Dạ. Nhà thờ đó của người Bắc. Thời gian cũng như mồ côi. Dạ. Mẹ thì mất, rồi ba thì mất trước. Không có. Ông không ma. Ông bà ơi. Rồi cô này xin cơm, tôi xin cơm. Không mất. Cũng gặp nhau mới quen. Ừ. Đời chơi gái thì mình chọc ghẹo đâu có ai gầy la gì. Đúng rồi. Ừ. Quen 2-3 năm gì rồi mới. Hồi chú đi chợ về hả chú? Chú đi chợ về. Dạ. Chào mấy anh em. Trời ơi, sách nặng quá vậy. Đây sách tiếp cho. Sách tiếp món được rồi. Ơi nặng. Rồi. Chị Hiền thì đi kìa. Khi chậm khi lẹ không cần nổi. Xích vô xe không? Chị Hiền. Kêu chị Hiền rồi, biết chị Hiền này đó. Đi chợ vui không? Vui không? Để Khánh máy với vô chiếc xe cho nhẹ.
phía trước là chú Út với chị Hiền đang lên dốc cầu. Đây cũng sắp tới nhà. Bây giờ thì chú Út với chị Hiền về tới nhà của chú anh chị. Nãy giờ đi theo cũng hơi mệt. Đây. Mình không phá lại sao chứ chú? Không phá, đóng gì đâu rồi. Không phá. Đi rồi mất mở. Có yeah. Phá mà mình không có chịu phá. Dạ. Yeah. Rồi tao không ai lấy gì đâu, sợ. Chứ mình sợ chó mèo nó. Vô nó ăn. Cái đồ thấy không được. Gà thì dơ của mình hết. Mà nghĩ gì chút đá vô. Cái đồ tôi bớt. Chị Hiền. À, khi chị Hiền là chị Hiền biết tên chị Hiền luôn á. Này chị Hiền đeo đôi bông đẹp quá. Hát bản ai? Hát hả? Ừ. Biết bản nào không? Biết. Rồi nghĩ thì để đò lên đi mà đi. Ngồi lên đá cho Út. Tới nhà rồi đi tới phòng thờ. Để đò đây mà kêu đẩy lên. Có xin thì cười tiếp anh nhà cửa tối về chứ dây dở cũng khó tiên kịp chứ bắt chưa nữa dây này là mở để dây đó nó nhỏ quá nó đau chứ. Ừ, đây cái dây cắt nổi. Dạ. Mình mới xiết nó xiết rồi mình mở như mình biết thế mở thôi nè. Đòi đi múc đá hả chú? Múc đá là đòi mua xe mà họ mua đá. Mua xe đó. Sao? Mua xe hả? Khoái xe, đòi đi mua xe. Thì nó vậy đó, khoái xe. Biết chạy không? Mua. Mua gì nó không nó chạy, nó dẫn. Vậy nó vừa bụng, hay là chuyện nó khóc nó quạm lên chứ tôi cũng khó lắm, tôi cũng khó lắm. Nghe nói chỉ đập đồ hả chú? Đập đồ giống trơn, đập bà mẹ xanh, đập bấy trơn, bể trơn đó. Dạ. Rồi đập hai ba cái chén. Đập chén. Không đảm mê tợ, có đó cũng có nhà. Mà có nhà thì gầy lá thì cũng phải đi. Dạ. Chứ không có mình hành động chi, rồi vợ con mình không nghiệp nó. Không có hành động. Tôi người tôi cũng có biết suy nghĩ lắm. Tôi cũng có đầu óc. Này đồ của chú sáng giờ đi chợ mua về. Đó này đậu que với bầu cho nè, rồi mua là mua dưa mắm nè. Mình mua dưa mắm em mấy kia ta cho ha. Ờ, dưa mắm mua nè, chứ thịt heo này thì tôi mua đó. Còn mấy cái này cho nè, không biết này cho nè. Dạ. Trời ơi sách. Nếu mà mình nặng muốn bỏ bớt thì nó cũng kỳ. Dạ Khánh Hoàng cũng xin kết thúc video tại đây. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video lần sau. Dạ xin chào.